Câu 1. Làn đường trung tâm giữa các làn đường đối diện có thể được chỉ định cho. Câu trả lời đúng là A. Chỉ rẽ trái. Câu 2. Nếu một người đi bộ bị mù đang chờ ở lối băng qua đường với cây gậy trắng hoặc chó dẫn đường. Câu trả lời đúng là B. Không dùng còi hoặc rồ động cơ của bạn. Xin lưu ý, quý vị nhớ cho một điều là người đi bộ luôn có quyền ưu tiên hàng đầu. Câu 3. Khi bạn muốn thay đổi làn đường hoặc rẽ, bạn phải khoảng trắng để thông báo cho những người lái xe khác về ý định của bạn. Câu trả lời đúng là B. Bật tín hiệu ít nhất 100 feet trước đó, 100 feet tương đương với 30,5 mét. Câu 4. Khi rẽ phải, nhìn sang phải và trái, nhường quyền ưu tiên và xoay vô lăng với. Câu trả lời đúng là A. Kỹ thuật tay sang tay. Xin mọi người lưu ý cái chữ over ở đây nhé. Hand over hand. Không phải là hand off hand. Make a right turn. Rẽ phải. Right of way. Là quyền ưu tiên. Chữ này gặp rất nhiều khi học thi lý thuyết lái xe. Câu 5. Dấu hiệu này có ý nghĩa là gì? Câu trả lời đúng là A. Đường rẽ phía trước, chậm đến tốc độ an toàn. Xin mọi người lưu ý, cái dấu hiệu này có nghĩa là đường cong sắc nét, rất cong. Slow down là chậm lại. Câu 6. Luật tốc độ cơ bản của Minnesota yêu cầu bạn phải lái xe khoảng trắng trong điều kiện hiện có. Câu trả lời đúng là C. Ở tốc độ không nhanh hơn là hợp lý. Câu 7. Khi bạn nhìn thấy một dấu hiệu hình tam giác phản chiếu ở phía sau xe, bạn nên. Câu trả lời đúng là điều chỉnh tốc độ của bạn hoặc chuẩn bị thay đổi làn đường. Một biểu tượng hình tam giác phản chiếu ở phía sau của một chiếc xe xác định nó là một phương tiện di chuyển chậm, mà Minnesota định nghĩa là một phương tiện không thể vượt quá 30 dặm một giờ, như là những phương tiện bao gồm xe ngựa kéo và thiết bị nông trại nhất định. Khi bạn tiếp cận một trong những phương tiện này, hãy giảm tốc độ hoặc chuẩn bị chuyển làn. Câu 8. Một khoảng trắng là kết nối của đường cao tốc với đường hoặc đường cao tốc khác thông qua một loạt các đường dốc. Câu trả lời đúng là D. Giao lộ. Câu 9. Bạn có nhiều khả năng sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi nếu bạn sử dụng khoảng trắng cùng nhau. Câu trả lời đúng là B. Đai thắt lưng và đai vai. Hiện nay thì hầu như những cái chiếc xe ô tô đều có sẵn cả đai thắt lưng và đai vai, không như ngày xưa là chỉ có đai thắt lưng. Câu 10. Sự lướt trên mặt nước một phần của một chiếc xe khách thông thường có thể bắt đầu ở tốc độ thấp như. Câu trả lời đúng là C. 35 dặm một giờ. MPH là viết tắt của những từ mile per hour, dặm mỗi giờ. Sự lướt trên mặt nước xảy ra khi có nước đọng trên đường. Khi tốc độ của bạn tăng lên, lốp xe cũng sẽ không thể chuyển nước. Lốp xe của bạn có thể bắt đầu mất tiếp xúc với đường và đi trên mặt nước, giống như một bộ ván trượt nước. Câu 11. Bất cứ ai đang dùng xe cơ giới mà chạy trốn cảnh sát có thể bị phạt tù không quá. Câu trả lời đúng là B. 3 năm và 1 ngày. Nên là chắc ở đây nếu mà có chạy trốn cảnh sát đó, thì mình chạy bộ thôi chứ mình đừng ngồi trên xe ô tô mà chạy nhé. Câu 12. Một vạch trắng đứt bị vỡ
cạnh làn đường của bạn có nghĩa là bạn có thể. Câu trả lời đúng là A, thay đổi làn đường. Câu 13. Khi xe đổ song song đúng cách, bánh xe của nó ở lề đường phải được định vị. Câu trả lời đúng là B, cách lề đường không quá 12 inch, là tương đương với 30,48 cm. Câu 14. Hành động nào sau đây là bất hợp pháp đối với người có giấy phép tạm thời thực hiện trên điện thoại di động khi lái xe? Câu trả lời đúng là D, cả hai trường hợp A và B, là nhắn tin hoặc có một cuộc điện thoại. Câu 15. Dấu hiệu này có nghĩa là gì? Câu trả lời đúng là C, đường trơn trượt, lái chậm. Câu 16. Bạn đang ở trong giao lộ, một chiếc xe khẩn cấp hiển thị đèn đỏ nhấp nháy và phát ra tiếng còi hoặc chuông đang đến gần. Bạn nên làm gì? Câu trả lời đúng là A, tiếp tục tiến qua giao lộ và sau đó tấp vào lề. Phương tiện khẩn cấp như xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát, vân vân. Xe của bạn trên đường hai chiều, bạn phải tấp vào bên phải và dừng lại. Nếu bạn đang đi trên đường một chiều, bạn phải tấp sang bên gần nhất và dừng lại. Lưu ý ở đây là mình phải đi qua giao lộ, mình không dừng ở giao lộ để giống như là block đường của người khác, mà phải đi hẳn qua giao lộ rồi mới tấp vào. Dấu hiệu này cho biết điều gì? Câu trả lời đúng là A, khu vực trường học. Câu 18. Nếu bạn đang lái xe chậm hơn so với các phương tiện giao thông khác trên đường cao tốc hoặc xa lộ, hãy lái trong làn đường. Câu trả lời đúng là C, gần nhất về bên phải của con đường. Câu 19. Dấu hiệu này có nghĩa gì? Câu trả lời đúng là B, một giao lộ chữ Y phía trước. Câu 20. Tín hiệu tay này cho biết người lái xe có ý định. Câu trả lời đúng là C, rẽ phải. Giơ tay lên trời là rẽ phải. Xin cảm ơn tất cả quý vị.